Chào các bạn. Bây giờ là 8 giờ 13 phút Chủ nhật ngày 11 tháng 4 năm 2021. Hôm nay có các học sinh của mình. Ngày xưa mình dạy ở trường Trung học cơ sở Tân Sơn hoặc là trường Lục Ngạn 4 bây giờ ấy. Có hai học sinh. Ngày xưa mình dạy võ, đó là bạn em Chu Văn Canh và em Nhuận, em Hoàng Văn Nhuận. Hôm nay em Canh em ở trong Đồng Nai em ra, đây em Canh đây. Em lưu kỷ niệm khi về với thầy. Và đây là anh cả của Canh. À tắt đèn, đang có đèn đúng không? Đây, hôm nay đến từ trong Đồng Nai về thăm thầy cùng em Nhuận. Là mình lưu một chút làm kỷ niệm. Học sinh của mình đang lên trên xem vải ở nhà thầy như nào đây. Nhà mình cái vải nhà mình có điểm là nó cao cho nên cứ phải trèo lên mới nhìn thấy được cái vải ở dưới đâu nhìn thấy. Ngồi lên đây ngắm được vườn lên đâu Nhuận đây. Đứng được lên trên đấy, đứng thoải mái. Tí thầy đứng lên xem. Sai nhiều á, còn cây vải nó đẹp nó tươi nó xanh. Mấy mấy cái này nó có vải thầy. Không có. Ờ thì tí tí nó Đây tuy là học sinh mình về thăm nhưng cũng có bạn bạn làm vải là bạn Nhuận ở trên Hà Tân Sơn là nơi vừa làm vải nổi tiếng các bạn ạ. Thì em ấy năm nay cũng vừa qua Thanh Hà cho nên mình đưa ra giao lưu với vườn Thanh Hà, nhìn vườn Thanh Hà nhà mình như nào. Còn đây có hai học trò, một học trò Chu Văn Canh đại đệ tử mình nhá. Vừa vào năm mà cậu đã vào Nam là Đồng Nai cậu cậu thành công lắm ấy. Vừa ăn hết sư phụ rồi. Sư phụ ở nhà bây giờ tịt. May quá có cậu để hãnh diện. Đây vải nhà thầy đây. Đấy Nhuận cái nhìn này đây. thầy À đây không phải. Thì đây vải bên này làm gì nó vải nhỏ xíu nhỉ thầy. Đây đấy người ta trồng đỗ nhá cho nên khi Trung đi vào đây, vải nhà mình đây này. cái này là cây Cây cam. cây cam Cây có múi bị chặt. Tóm lại cây có múi bây giờ Lục Ngạn mình nó đang khủng hoảng rồi. Đây vườn mình nó khác hẳn. Đấy Nhuận nhìn thấy vườn nhà thầy nó khác vườn mọi người ở điểm gì đây? Không điểm dễ nhìn thấy nhất không nói về cây vải. À, thẳng hàng rồi, điểm thứ hai nhìn ở dưới đất. À để cỏ Để để giữ cỏ ẩm mà đấy, để cỏ để cỏ đây. Nhuận nhìn cái trong rãnh nhá, cây của thầy không khoanh đâu, thầy không khoanh vải. Nếu như vườn này mà khoanh thì chết hết, bởi vườn mình nó trồng trên ruộng ấy, ủa sao lại thầy mùa nắng nó thế khô à không đi vào vườn được đâu, vào vườn cái bẩn lắm vải Thanh Hà này mà đấy. lên quả ồ sai rồi này nhỉ Khoanh à, hay thứ nhất là không khoanh, thứ hai là để cỏ, thầy có mất bao giờ sấy cỏ đâu. Đấy. để có là nó được cái đó không? Để cỏ nó ẩm, nó mát đất. Bởi vì nay cái vườn này nhá, nó thật đây này, ngay dưới này người ta đắp lại bờ mà, cho nên mùa hè, mùa hạn thì nó Bên hạn, này sới nhìn cỗi mùa khác thầy mưa nhỉ? nó úng thì bên này khác hẳn đi đây. Người ta không chăm Đấy. ngày xưa là mình đi nhổ lạc đây Đúng rồi, đúng đấy. không Nhuận? Đấy. Nó vào thế thôi đấy, toàn vườn đều thế hết, không sót một cây nào, từ Hay cây là bé đi tí. nhổ lạc này sướng hơn là Đấy. luyện Từ cây bé tí đến cây to đều có quả hết võ. mà cây lá nó xanh. Vườn này đều Và xưa hai hai anh em trốn thầy tập võ ra đây nhổ mà làm nông nghiệp thì người ta có cái câu mà hai xanh hai vàng đấy. Tức là khi chuẩn bị cây lúa cũng thế, chuẩn bị nó cấy xong nó phải xanh nó tốt, khi nó chuẩn bị có đồng thì nó hơi vàng vàng. Và khi nó có đồng xong thì nó phải xanh thì nó phục hồi lại cái cây vải mình thế thôi. Khi chuẩn bị mình chăm lá thì mình làm sao cho nó xanh tốt, xong khi chuẩn bị ra hoa thì nó hơi vàng vàng một tí. Cái giai đoạn mình phải khoanh nó xuống màu đấy. Và khi khoanh xong mà ra có quả lại phải xanh lại để cho nó nuôi quả xong mà quả chín thì lại hơi vàng vàng. Nếu quả chín mà nó còn xanh quá thì nó nhiều đạm, nó không chín được đẹp. Rồi không chín được đẹp sau này nó nhiều đạm thì nó hay bị ra lộc. Nó là tụt khớp. Còn vườn thì mọi người mà quả nó đẹp thì không vào thăm được đâu. Đấy có sót cây nào đâu, không sót một cây nào từ cây bé đẹp tí. nha vườn này nó đều này Từ cây bé tí cũng có. Đấy. Đấy nhận vào xem thầy không khoanh đâu. Thầy không khoanh vườn, thầy không khoanh kể cả vải thiều với thầy cũng không khoanh. Thầy không khoanh để cỏ mà rậm mù. Nhuận đi đậu cái hộp này lên à? Đấy rất là rậm. Đi vào hơi bẩn đấy. Đấy thầy không khoanh. Vài đấy này nó mới ẩm này thầy nhỉ? Ừ thầy không khoanh. Ôi đi ở chỗ này không đi được rồi. Chui. Đấy, nhận ra thăm thầy đi sang bên này. Thấy có sấy cỏ đâu, không sót cây nào.
Thì Thanh Hà đấy mới làm xong mà. Vải nhà thầy Thanh quá Hà đẹp làm sớm luôn. hơn đúng không thầy? Thanh Hà sớm hơn. Thanh Hà này bây giờ nếu như trừ trường hợp là sau Trung Quốc hoặc là thị trường có vấn đề, nếu không có vấn đề làm Thanh Hà này thuận, cực thuận. Nó dễ ra hoa hơn. Rồi bán đắt. Và nó không ít sâu ít bệnh hơn. Cái vải thiều mình nó hay bị chàm, nhưng vải này nó có chàm đâu. Ít bị. Vải này bán được giá. Ừ, bán được giá. Năm 19 người ta bán 60, 70 nghìn, 4, 50 nghìn trở lên. Còn năm 20 thì thầy vẫn bán được hơn 30 mà. Còn có cái vải sớm là nó khác nữa phải không Vải thầy? sớm nhất trong ta thấy ấy. À. Vải u, mình gọi u hồng là chủ yếu, còn vải thay Vải là có u nhiều loại. hồng. Nhưng mà vải u hồng bán rẻ. Cũng được chứ. Tao giải vụ ra, mình giải vụ ra. Thầy làm nhiều giải vụ ra ấy. Thế mà thầy làm sao dạy võ được nữa. Vườn vải. Nhiều như này. Lại mưa. Đấy, cả vườn thầy đều thế thôi. Không sót cái nào đâu. Không khí ở đây sao anh Trung? Nó là trong lành đúng không? Đấy, Nó hoàn toàn cái lối trong đó. trước vợ thầy trồng có vườn thầy có tưới được nước đâu, trồng xong nó chết hàng loạt. Đấy vẫn như thế. Vải thời đấy nó đẹp. Đấy, ngày sau mình cũng xới xáo, vẫn xới xáo, nhưng mà cũng cái giống vải Thanh Hà này nó nhược điểm này khô, khô quả. Thầy chỉ dùng biện pháp là ướp gia lộc theo ý muốn, xong bắt đầu không không cày, không cuốc, không khoanh gì cả, dùng phân bón lá thôi. Đây phân bón lá. Năm một rồi cũng trên 32 mà, trung bình 32 mà. Thầy vừa bán vừa về dạy học vẫn được thế đấy. Năm mươi rồi, 32 là Là được đấy, cao rồi đấy. là cao. Vì thầy lên mang lên vì cái chuyến cuối cùng thì mang lên làng áp thử chơi ấy, tức là thật vừa bán vừa dạy học thì mang lên gần mang thử. Nó bảo cao nhất trong đấy là 35 nhưng nó giả à 3 33 thì hóa ra sáng sớm nó mua 35. Vẫn vẫn hay giá giờ thôi, nó mua từ sớm. Đi bán vải nhiều lúc nó ấy thật ạ. Ừ. Mới lại do may mắn nữa Ừ. sáng. Không, sáng sớm đi, đi lách cho bên này. Ồ, mình đi quá. Đây đây bên đây bên đây bên đây bên đây. Đừng không nhảy qua đây, đây đây có đường. Sáng sớm họ giả tận 35, nhưng lúc ấy mình đi nó giả 33, là 33 cao nhất, nó bị hai người gọi hàng vì nói dối. Cuối cùng phải bán 33. Đấy, mang lên làng áp, làng nổi tiếng khu dưới này là mua vải đắt mà mình vẫn được. Sao bên mình người ta vô trái nhỉ? Sao nó Về lại cái mua trái. Bên này còn chết hàng loạt đây này. Nhà này còn chết, mấy nhà quanh quanh đây thế. nhưng mà cây này giống vải Đây u là hồng không thầy? u hồng. Là u hồng. Nhìn lá nó khác vườn thôi. Và tóm lại là cái khu này, cái vườn này Nhưng là vải bên này nhìn nó cằn. vườn này là bây giờ là vườn là đẹp Nó nhất. mới Thật sự thế, đẹp cả khu này. không? Ừ, cả khu này kể các vườn kiện thế mà. Sai thầy nhỉ? Ừ, vừa Ôi đây thầy. vừa đây lá đất xanh như Thế đây nó nó đẹp. quả to ủ hết Đây rạp ừ. xuống này. Cái Đấy, này ra trước đúng không? Cái này mình muốn bán cái trước quả à? quả này trước mà thầy đây bán là được vải giá Thanh Hà, nó ra trước vải thiều một chút. à, nó bán được giá hơn. Và nó là trước, nó cái vải này nó có đặc điểm là nó dày. À, Thực tế cái Thanh Hà này mình ăn mình chẳng thích ăn đâu, ăn nó không ngon. nhưng mà nhìn cái mẫu luôn nó là đẹp không? Nó Nhìn vườn cũng này vỏ màu đẹp. thì màu nó đỏ mới, nhưng nó do này, tức là có thể do cuộc sống người ta càng ngày càng không khá đấy. Người ta không cần ăn quá ngọt, vải thiều ăn ngon quá. Thế người ta ăn cái loại nó hơi gọi là hơi rơi ruổi, người ta rơi ruổi. Với lại vải này Đường nhiều nó quá không? vỏ nó dày bảo Ừ, quản nó đấy. lâu. Được, thứ nhất là nó không quá ngon, thứ hai là nó vỏ nó dày, nó bảo quản dễ. Và người ta mua, người ta vận chuyển rồi người ta bảo quản nó dễ dàng, cho nên người ta tóm lại là Trung Quốc họ thích mua, hay là truyền thống văn hóa họ thích đồ đỏ. Trong trong kia cứ nói về vải thiều Lục Ngạn nhưng mà làm gì phải, với cái vải thiều Lạng Sơn này ở Và ở đâu ấy, ở trong miền Nam à, bán đắt như quỷ ấy, nhưng mà những chẳng có ngon thế nào đấy. Mình dân gốc vải ăn biết liền ăn chứ biết thì ăn ngay không à. ngon đâu, trong khi ăn không ngon. Mấy Đúng cái rồi, vải nó vải nó chừa cái nhưng mà hột nó to lắm, mình lại ăn nó nhạt chua chua. và Nhạt lắm, mình ăn ở đây là nó ngon, cái đấy ăn mình đây đây nó mà ngọt, xong rồi cái trong nó cái hạt nó nhỏ. hạt nhỏ Nhưng ngay ở dưới Bắc Giang thì cứ bảo vải Lục Ngạn thì phải thì đâu, đó bọn nó nó toàn mua ở Yên đi Thế đi với về nhà đi ở nhở. dạ vâng Yên Thế với ở Lục Nam ấy. Ngày xưa hai học trò tập ở sân này các bạn ạ, lúc ấy nhà mình ở đây, bây giờ Bao năm cũ nhà rồi. mình đã chuyển ra ngoài lâu lắm rồi, gia đình không tập võ cho nên Đây cái sân đúng không ấy? cái sân cũ nó cỏ rác nó quá nhiều. Mình định là dọn sạch sẽ mới tập luyện một chút. Đây không phải tập luyện mà chỉ là ôn lại kỷ niệm xưa. Giao lưu. Cho các học trò mình mà để nguyên cỏ rác trông nó như là giống như phim cổ Trung Quốc ngày xưa. Gọi là có nhẹ nhàng một chút. Thôi tiện thể đưa hai cháu nhà mình ra để cho anh Cành anh ấy hướng dẫn một chút. Lâu lắm anh nhé.
Và con ra đây tí anh hướng dẫn nhá. Bây giờ các học trò mình ôn lại một chút cái bài ngày xưa lần đầu tiên mình dạy cho học trò mình. Quên. Lâu quá rồi. Cái đòn này đẹp nhất này. Đá. Ấy. Lên 1 2 chụp hai tay. Rồi xuống. Gạt đấm. 1 2 gạt. Gạt. Lên. Gạt. Đấy. Đấm. Gạt. Xong quyền. Đó. Thì chỏ. Rồi gạt. Ôi mới cần nhớ hết. Vẫn nhớ hết à? Chắc còn quên hết rồi. Rồi. Dương anh xịn xa cung bế. À được. Mấy bài thầy quên hết rồi đấy. Lúc nào tập lại rồi xong quay lại gửi cho thầy nhá. Gửi cho mail để thầy xem không thầy quên. Rồi. Lúc con lấy đã viết con. Bây giờ giao lưu một tí nhẹ nhẹ nhàng đi cho nó vui. Nếu mà đá chân thì đeo cái đó vào. Thì hôm nay là chỉ là học sinh mình mang tính chất là tri ân thầy. Kỷ niệm một chút thôi chứ không phải là thi đấu gì cả. Thì đây có một trò là Chu Văn Canh thì em ấy là em ấy chuyên về võ thuật rồi. Còn em Nhuận thì em ấy đi làm lao động bình thường. Thì hôm nay chỉ gọi là ôn lại kỷ niệm các bạn nhé. Rất cảm ơn các em đã về thăm thầy. Cách hàng nghìn cây số các bạn ạ. Từ Đồng Nai, Trảng Bom Đồng Nai. Hai em gọi là ôn kỷ niệm thôi. Chứ một người là chuyên võ thuật, một người thì lại chuyên đi làm công nhân mới những cày vườn cuốc đất như thầy thì làm sao? Đúng cái sân ngày xưa. Đúng cái sân ngày xưa. Rất là ý nghĩa. Gặp lại bạn chiến đấu ngày xưa. Chiến đấu ngày xưa. Chỗ này đi hút thuốc bị đón đường. Chỗ này đi mua thuốc ấy. Đi mua thuốc. Thôi tự nhá. Không có trọng tài đâu. Thôi đặt im đi, quay nhiều theo mỏi lắm. Cứ quay đi mãi thôi. Nhận lâu tập mẹ cái vẫn ngon phết nhỉ. Mẹ biết vẫn ngon thế. Chính là không chuyên được nhưng vẫn ôn lại ôn luyện. Right.
Vẫn tốt ghê, chứ nào vẫn tốt. Quay mệt hết cả người. Có thể chạy quay quay. Mà thì nghỉ thôi. Rồi nghỉ tí đi nhờ. Nào anh canh ra hướng dẫn cho hai hướng dẫn gì được đây? Tập thi đấu tí nào, tập thi đấu cho giảm như trọng tài ấy. Nào. Anh canh như trọng tài là cho hai em đấu nhờ. Nào, hai em vào đây. Nào. Mình tay chân tân ra. Nào, sau găng đưa đưa hai tay. Đưa hai tay chào nhau. Nào. Đưa tay đó chào nhau. Đấu nhẹ nhàng thôi. Nào sau găng con. Nào sau găng như vậy này. Nào, đúng rồi. Nào, sau găng, đúng rồi. Nào vào sau găng. Rồi. Đấu boxing. Nào. Bốc. Là vào, chúng ta thủ, đúng vào. Bên phải chúng ta ép sát vào. Nào. Đúng rồi. Nào, đúng rồi. Nào, đi nào, nào, qua thái lệ nào. Yo, không cười, không cười, không cười. Đấm. Cười gãy răng giờ. Nào, nào cứ đấm kiểu nhàng thôi, ghét nhau ấy. Đấy. Qua tay lên lên, như vậy hở tay. Ui, đứng nhẹ nhàng thôi. Ui, nhẹ nhàng thôi. Thôi không cười, không cười thôi. Nào. Ôi, ôi, chúng bạn ơi, tôi đang, tôi đang. Qua tay lên, qua tay lên. Chơi tay lên. Ừ, để cái tay sát vào. Rồi, tay này thả ra chơi. Nào, bắt đầu đi vào. Nào, nhấc nhấc cái tay vào, đúng rồi. Ôi. Nào, nhấc đi vào. Ê. Đi tới đâu trai ơi? Bỏ tay sát vào. Bỏ cái tay này sát vào. Đúng rồi. Nào, thả cái tay này ra chưa? Chơi tay trái này. Đúng rồi. Đó. Cái chọc tay trái thẳng ra là hết vào rồi, đúng rồi. Ôi, ôi. Từ từ thôi. Nhấp 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 lên. Nhấp ga mà. Ôi. Bỏ cái tay lên, bỏ cái tay lên. Ôi, đây chú phụ mình nhá. Em sợ đúng rồi, em sợ đúng rồi. Ôi, ôi, đấm tay trái rồi, đấm tay trái chứ. Đi xuống nhà thầy mới đấy. Bó cái tay phải lên, bó cái tay phải lên. Đúng rồi, nào, đấu. Vâng. Sao nhiều bố? Rồi. Đây, canh nó ra chơi, ở trong Nam nó chơi, rồi xuống nhà thầy chơi. Em mà nó dùng chiêu ghi sát là như ta dùng to ấy á. Thôi, stop. Thôi, giả sự thực đấy thôi. Để em ngồi đây. Em ở ngoài này. Trai ở ngoài này. Bê dẹo dẹo đây. Các ông này là cũng học cùng khóa ngày trước của con. Anh cho ngồi đây đi. Cũng học sinh. Ngồi đây. Cô ngồi đây luôn cô ơi. Cô được là nào? Bị thôi để dùng sáng được. Đây. Cái này rót nhỉ? Cái đưa thầy cái này. Vẫn để trong vải như giờ đã. Vâng em cũng phải ăn. Cô không phải vào nhà cũng để được. Cô kém để tôi lại, kém đá thôi. Còn vải nữa là thầy.
con đây rồi, con đi đây rồi. Ở trong đấy là chơi kiểu là nát rồi, quen rồi. Giờ toàn con cháu võ tòng chơi lại đấy. Các đại em đang học thầy. Đây chém đây. Có đủ rồi nhỉ? Ừ, đây thầy. À, đây thì có rồi, các bạn. Đây rồi, đây bạn. Dạ, ok, cảm ơn, chưa đủ. Đấy, mùi gì mùi gì. Các em đã giới thiệu với anh Tám, anh Hùng. Còn đây là Trung, anh của Canh, học sinh em. Và đây là Canh, đây là Nhuận. Còn đây là trai cũng đều học sinh học võ em rồi, học văn hóa. Thì giới thiệu với các em ấy, đây là anh Hùng, thầy Hùng. Đây là anh Tám trong thôn của thầy. Vâng. Rất cảm ơn các em ấy từ trong Việt Nam ra thăm. Yeah. Thì các em mời các anh đến trong đây giao lưu. Vâng, em mời tất cả các anh, các em. Vâng, kính thầy. Chúc cái thầy sức khỏe. Dạ. Các con với cháu anh đi nhá. Mời hai hai sức khỏe. Dạ, không anh nhé. Rồi. Nghe không? Rồi. 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 Được rồi, khá khá đấy, đây con chụp đây nhá. Ừ, con biết mẹ. Được rồi. Thôi con cứ chụp nhiều nhiều nhá. Chụp cho con dừng dừng điện thoại nhá. Con nha. Con cứ chụp đi, chụp bình thường xong chụp xong con ơi. Canh chưa trải qua cái thực tiễn. Đủ bát đũa chưa? Được rồi. Là thầy cũng xem. Các cô lên trên mạng một số rồi bảo đây kiến thức. Thì anh Hùng. Em quay quay xong một tí. Rồi Bắc Minh vẫn che. Năm 10 mình ra ngoài. Không nhìn rõ lắm tại vì có người. Rồi em chụp trong năm dần đi. 93/4. Tớ biểu diễn ở trên Tân Sơn và Phong Vân. Anh Minh, dừng là nút đỏ à? Tớ em bấm nút đỏ, em tưởng dừng đâu.